Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với chúng ta cả cái chức năng và cách xử lý khi chúng ta đệm đàn. Cái phần này có thể là chúng ta không để ý lắm nhưng nó lại vô cùng quan trọng. Thông thường chúng ta vẫn chỉ lo tập bài, tập intro, câu lót, câu giằng, rồi là đệm lót các kiểu, nhưng chúng ta vẫn quên một điều rằng đó là để chúng ta đệm tròn trịa một bài hát không bị vướng mắc thì cái khâu mà chúng ta chuẩn bị các thao tác cho mình nó không kém phần quan trọng. Các bạn thấy là có những người người ta vừa đàn, người ta vừa hát luôn. Tại sao lại được? Bởi vì người ta không phải đánh gì hết, người ta chỉ xử lý. Lúc nào người ta cần báo, người ta cần dặn, lúc nào lót mấy câu. Đó, như vậy ha. Vậy thì trong video này mình sẽ chia sẻ chúng ta 3 phần. Thứ nhất là chúng ta đổi tiếng làm sao cho nó nhanh. Khi đổi tiếng như thế nào cho tiện nhất, mình phải chuẩn bị những cái bước nào để khi mà đổi tiếng là chúng ta chỉ cần bấm vào nó ra ra theo cái tiếng mình mong muốn. Cái thứ hai là lúc mà báo và lúc dặn á, dặn như thế này. Dặn xong thì chúng ta tắt cái nút dặn như thế nào cho nó hợp lý. Và thứ ba nữa là mình sẽ chia sẻ các bạn cách bấm multibass như thế nào để nó hay. Rồi thứ nhất là chọn tiếng. Chọn tiếng thì chúng ta có hai cách chọn. Một là cái băng tiếng có sẵn đây rồi. Khi các bạn mở băng tiếng lên để các bạn đánh thì các bạn nhớ là các bạn phải mở cái nút này nhá. VG này nhá. Các bạn mà tắt á, là các bạn chọn tiếng ở đây nó sẽ cái tiết tấu khác nó sẽ nhảy. Các bạn đồng phải bật cái này lên để các bạn khóa ha. Rồi, cái chọn tiếng và đồng thời khi mở đàn lên thì các bạn nhớ cho mình một điều, đó là cái nút cái chỗ mà sitar á, các bạn phải cho nhỏ xuống. Sitar khi chúng ta bật đàn lên mở khởi động đàn á, thì nó mặc định 100 hết. Do vậy chúng ta phải bấm vào chữ sitar nào. Các bạn giảm xuống cho mình tầm khoảng 80 85 ha. Hoặc 90 tùy theo tìm. Nếu một tiếng lớn rồi thì các bạn đừng có giảm quá, nhưng mà cái bộ tiếng mà nó nhỏ thì các bạn giảm sitar để cho nghe tiếng nó nghe rõ ràng hơn. Và cái phần chọn rai rai 1 rai 2 á, nếu mà cái rai mà các bạn dùng tiếng ở trên đàn, tiếng reset trên đàn thì các bạn chọn cái rai này cho nó lớn lên, còn không thì các bạn cứ để nguyên như mình. Rồi bây giờ chúng ta cái phần chọn tiếng nè. Chọn tiếng ở cái phần băng tiếng thì chúng ta sẽ nhớ là mình lưu băng đó tiếng số 1 cho tới số 8, tiếng số mấy thì mình nhớ rồi. Và chỉ việc chọn, ví dụ cái đàn của mình sẽ lưu là số 1 tranh, số 2 sáo, bầu, violon, rồi tiếng guitar cổ, tiếng sáo, sáo tàu, tiếng brass và tiếng dây. Như vậy thì mình sẽ khi mà đánh ở trên bộ băng tiếng á, thì mình sẽ muốn tiếng tranh thì mình cứ bấm vào số 1 trong cái bộ dân ca. Rồi muốn tiếng sáo thì mình bấm số 2 thôi. Rồi tiếng bầu thì mình bấm số 3, chọn số 3. Rồi tiếng violon thì mình chọn số 4. Rồi. Đấy. Rồi. Ngoài cái băng tiếng này ra thì cái tiếng reset này này quan trọng nè. Nhiều người chúng không sử dụng băng tiếng ở ngoài mà sử dụng tiếng reset của đàn. Đặc biệt là những cái đàn mà nó mắc tiền á, nó đắt tiền á, ví dụ như Tai Solo, rồi là những cái đàn co, cái dòng co BA 5X đó, thì cái tiếng mà tiếng tự nhiên nó hay sẵn rồi thì chúng ta chọn ở trên đây. Thì cứ để mà chọn cái tiếng ưng ý của mình thì mình bây giờ các bạn sẽ mở cái đàn của bạn ra, các bạn ưng tiếng nào thì các bạn nhớ sẵn cái tiếng đó cho mình, và khi khởi động cái đàn lên là các bạn chọn đó để các bạn đánh, là các bạn bấm vào nó hiển thị ra cho bạn luôn. Ví dụ tiếng piano thì mình để mặc định tiếng này, mình không phải chọn tiếng khác. Còn tiếng e piano tức là piano điện đó, thì mình có thể ví dụ chọn tiếng này đi. Rồi ví dụ mình chọn tiếng này ha. Ví dụ thì khi mở đàn lên là mình đã chưa xài mình cũng chọn luôn tiếng này.
để khi xài mình chỉ việc bấm vào cái nhóm MNO là nó ra luôn. Violon, ví dụ tiếng dây mình sẽ chọn tiếng này. Rồi, tiếng guitar mình sẽ chọn tiếng guitar, mặc định là tiếng ni lông nhưng mà mình sẽ chọn tiếng guitar điện đây. Rồi, tương tự như vậy tiếng kèn saxophone thì khi mà mở đàn lên là nó mặc định tiếng saxophone đầu tiên. Thì các bạn chọn coi tiếng nào các bạn ưng. Ví dụ tiếng tenor hay là tiếng da tenor thì các bạn chỉ việc bấm đó. Tương tự như vậy tiếng flute sáo. Rồi tiếng này đi, ví dụ ha. Rồi organ thì để mặc định đi, trumpet. Mình sẽ chọn tiếng trumpet này. Mở lên là nó tiếng mặc định trên cùng, ví dụ vậy ha. Tiếng rát thì mình sẽ chọn là bao over rát. Hoặc là tiếng này. Thôi bây giờ bao over hay nè. Rồi tiếng choi, trong cái choi mình sẽ chọn sẵn cho mình tiếng tiếng bell này hoặc là bell này. Đó. Trong bộ swing mình sẽ chọn ví dụ mình chọn tiếng này đi. Rồi. Như vậy là mình đã rồi tiếng trong cái bộ harmonica mình sẽ chọn tiếng harmonica này. Để khi chúng ta xài trong quá trình xài á, chúng ta muốn tiếng harmonica thì các bạn chỉ cần bấm vào nhóm harmonica. Muốn tiếng guitar điện thì các bạn chỉ cần bấm vào nhóm guitar là nó ra tiếng guitar điện rồi. Nhanh không? Rất nhanh, rất thuận lợi. Muốn tiếng rát. Đó. Rất rất là chủ động. Đó là cái phần tiếng. À, ví dụ mà rồi bây giờ cái phần lớn nhỏ của style. Ví dụ bây giờ mình mà để lớn như thế này, để 100 hết thì các bạn nghe nghe nó cái phần tiếng nó sẽ không được lớn lắm. Nó có thể là nó nghe mình nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ở cái phần chỉ tay nhỏ xuống, mình cho 80 đi. Thì cái tiếng nó sẽ nghe rõ hơn. Các bạn nghe rõ hơn không? Rồi. Đó là cái phần các bạn chuẩn bị tiếng để khi các bạn đánh các bạn chọn cho nó nhanh. Còn cái phần báo và phần dàn thì sao? Dàn xong các bạn tắt như thế nào? Trước đây hết là cái phần báo. Báo thì mình các bạn nên bấm báo tay trái cho quen luôn ha, đừng có bấm tay phải. Báo và dàn nên xử lý bằng tay trái luôn đi. Báo nên chọn đầu tăng. 1 một xong là bấm. Nếu các bạn không tính được đầu tăng thì các bạn thoát acid ra. Thoát ra. Đấy, để các bạn coi đây. 1, 1, 2, 3, 4. 1 là các bạn báo nè. Khi nào nó nhảy cái băng, nó nhảy qua 1 là các bạn đánh. Báo là được. Rồi còn dằng. Khi các bạn dằng xong, để tắt như thế nào? Ví dụ. Mà buông tắt thì nó sẽ tắt luôn. Còn tay phải mà các bạn lấy qua để đem tắt cái lúc này thì bên cái phần đánh giai điệu các bạn không đánh được hoặc là đang dàn, đang đệm cho người hát không được. Do vậy khi các bạn dàn xong á, các bạn giữ luôn cái mình cái ngón tay này các bạn tắt. Đây. Vẫn cứ được ha. Nếu hợp âm la thứ các bạn cứ để nguyên nút mi như vậy. Rồi các bạn đè một nốt mi, nó vẫn cứ ăn la thứ và đồng thời các bạn đưa lên, các bạn tắt, bắt mở, các bạn làm gì đó làm. Rồi sau đó tắt xong thì các bạn sẽ buông ra, nó vẫn bình thường. Đây.
tức là khi dàn xong rồi thì tắt. Rồi nhá, như vậy tắt bằng cái này. Rồi cái phần multibass, multibass thì các bạn nên chọn đầu tăng cho mình. Nếu các bạn chọn đánh bấm không đầu tăng á, thì nó sẽ gãy guitar, gãy accord theo để mình lệch lệch với cái nhịp ở bên bên tiết tấu. Đây mình sẽ cho nhỏ xuống multibass lớn lên để các bạn nghe, các bạn thấy là mình một lần là mình bấm đầu tăng để nó gãy đều, và một lần thứ hai mình bấm lộn xộn thì nó cũng gãy tùm lum luôn. 3 4 bấm đầu tăng, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nghe nó gãy nhiều, gãy tới 4 tiếng mà nghe vẫn cứ đều, nghe không bị lệch. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thích lúc nào mình bấm lúc đó này, các bạn nghe nó gãy bị chói ngay. Đó, nó gãy tùm lum rồi đó. Như vậy các bạn khi bấm multibass thì các bạn phải bấm đầu tăng ha. Cái cách hướng dẫn sử dụng multibass mình cũng đã có rồi. Các bạn bạn nào chưa xem thì các bạn xem lại ha. Thì đó chính là những cái thao tác mà các bạn cần phải chuẩn bị cho mình. Nếu các bạn muốn đánh đàn tốt, đồng thời muốn xử lý gọn thì các bạn phải tập trước. Mặc dù nó đơn giản nhưng các bạn phải tập. Và phần chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.